Hi, xin chào các bạn, đối trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Thì để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like và subscribe cho kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất nữa nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi hồi sinh hai em chim khủng bố còn lại nha các bạn. Đó chính là em Forest Harcourt và em Titanic nha. Đó, ở đây chúng ta còn hai em cuối cùng nữa thôi. Rồi, mấy con này thì mình có khá là nhiều DNA luôn. Chúng ta sẽ cho hết vào mấy cái thùng cái ghép nha. Đó, cho hết vào. Rồi, còn lại thì mình sẽ cho 7 cái DNA còn lại của Forest Harcourt luôn. Wow, sao nhiều DNA quá vậy. Cho vào trong đây. Rồi, rồi đủ rồi đó các bạn ơi. Mình đang bị thiếu sữa nên mình sẽ đi ra ngoài đây và mình múc thêm một mớ nữa đi. Đó. Ồ, sao có con heo nó chỗ này nữa vậy? Ok, chỗ người ta nuôi con bò mà. Rồi, mình sẽ cho hết vào 8 cái thùng cấy còn lại luôn nha. Đó. Phải có sữa thì nó mới tiến hành hồi sinh được các bạn ơi. Rồi, thùng bữa nay và còn 2 thùng nữa. Bữa nay và bữa nay. Ok, đó là cái công đoạn hồi sinh. Còn bây giờ mình sẽ đi ra ngoài này và tiến hành xây chuồng cho mấy em nó luôn nha các bạn. Đó, mình sẽ lại xây cái chuồng với cái cấu trúc y chang vậy thôi. Mình sẽ cách ra 7 ô nha. Đó, cách cái chuồng của bọn Kelenkin ra 7 ô. Và chỗ này đi, mình vẫn tiếp tục xây một cái chuồng với kích thước là 29x29 nha. Chúng ta sẽ để lẻ một ô để mà tạo cái cánh cửa đó các bạn à. Ok, mình sẽ kéo ra bên kia luôn đi. 29 ô. Và bên đây mình sẽ ra 28 ô nữa. 28 ô. Ây da, lộn rồi. Rồi, như vậy mới đúng nè. Kéo ra thêm 28 ô nữa thôi các bạn ơi. À, nói chung thì mấy cái chuồng này tại vì nó cũng na ná một cái loài giống nhau đó các bạn ạ. Nên mình cũng xây nó cũng giống nhau luôn. Đó. Chúng ta sẽ không xây hồ bơi ở trong cái chuồng luôn nha. Đó. Xây thì nó sẽ bị chiếm khá là nhiều diện tích. Với lại ví dụ cái bọn này nó không biết bơi thì nó sẽ bị chết đuối nha các bạn. Đó. Rồi, thì mình sẽ cách ra 14 ô để mà chúng ta xây cái cửa đi. Đó. Cách ra 14 ô. Đây, 14 ô. Cái cửa nó sẽ nằm ở đây nha các bạn. Thì mình cũng sẽ dùng mấy cái nút bằng bằng stone brick thôi. Và cái cửa thì lúc nào cũng bằng sắt hết rồi. Mình sẽ tạo luôn hai cái cửa. Tí nữa đỡ mất công mà tạo nha. Đó. Và 8 cái carpenter button. Rồi, đặt vô. Ây da, nó hơi bị lắc một xíu. Đặt vô trong đây. Và tiếp tục đặt một cái cửa sắt ở đây luôn nha. Thì cái chuồng này nó vẫn cao 10 ô nha các bạn. Mình sẽ xây luôn bằng stone brick đã được chisel. Và tí mình sẽ ốp mấy cái slab ở quanh đây luôn. Và những cái phần bên hông á mình sẽ xây bằng kiến nha các bạn. Thì cái này mình sẽ tiến hành làm nhanh thôi. Ok,
mình đã ốp xong Croton rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành trồng cây để mà trang trí thêm nha các bạn. Mình vẫn dùng ba cái loại cây, đó chính là cây Acacia của vùng Savanna, cây rừng và mấy cái cây Paleorap. Đó, những cái cây cao cổ đại nha các bạn. Rồi lấy bột xương ra nào. Ây da. Rồi mình sẽ trồng một cái cây rừng chỗ này đi. Cho nó hoành tráng các bạn ơi. Đó, quá cao luôn nha. Bên đây một cây nữa đi. Đó, ây da. Con chuột nó bị double lick. Nó phá một lần hai cây luôn. Rồi, ở đây một cây nữa. Và bên đây mình cũng sẽ trồng thêm một cây nữa luôn nha các bạn. Đó. Thôi, bón nó hơi bị lâu lên một xíu. Còn lại thì mấy cây Acacia mình sẽ trồng ngẫu nhiên đi, cho nó giống với cái vùng Savannah một tí. Tại vì đây cũng là cái chỗ đất Savannah mà. Đó. Đất sa mạc đó các bạn à. Ok. Rồi một cây Savannah. Ai quên, mấy cây Paleorap mình sẽ trồng luôn ở đây nha. Trồng 3 cây ở đây luôn. Đó, và ở đây. Rồi chúng ta sẽ trồng thêm mấy cây Acacia bên đây luôn nha. Còn lại thì mình sẽ tiến hành bón bột xương cho cái chỗ này nó rậm rạp lên một xíu. Đó. Lần này thì mình sẽ bón ít bột xương thôi, không bón nhiều như những cái tập trước đâu. Tại vì nó rậm rạp quá thì mình sẽ không bị mình sẽ không thấy đường các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy feeder ra để mà chúng ta cho nó ăn nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ đặt sẵn luôn mấy cái máy cho ăn luôn nè. Chính xác là mấy cái này nó chỉ đựng thức ăn thôi. Đó, cái bọn kia nó sẽ tới và nó ăn nha. Cái chuồng nhỏ nên mình chỉ đặt 4 cái thôi. Và mình đã chuẩn bị khá là nhiều thịt rồi nè. Đâu rồi? Đây, rất là nhiều thịt luôn. Mình sẽ cho vào mỗi cái là 2 stack thịt nha. Chúng ta sẽ lấy 8 stack đi. Ok, cho hết vào trong này. Wow. Đó. Cho sẵn anh em à. Chứ mình phải cho nhiều chứ mình cho ít á thì vài bữa nó sẽ bị đói và nó chết đấy các bạn ạ. Rồi còn lại thì mình sẽ trang trí bằng mấy cái khối gỗ cũng như mấy quả banh và những cái rusting board nha các bạn. Đây. Bây giờ có cái cây này, cái lá rậm rạp quá. Đó. Mình chỉ đặt 4 khối gỗ thôi. Rồi, chỗ này một khối nữa đi. Hy vọng nó không quá cao. Cái này thì hơi bị cao quá rồi nè. Ok, chúng ta sẽ qua cái cây bên này đi. Đó. Rồi, tiếp tục mình sẽ đặt mấy cái Rusting Boss. Wow, mấy cái này như mấy cái hình nhân vậy các bạn à. Để cho nó có thể chơi đùa được nè. Rồi, còn lại thì là nhiệm vụ của mấy cái quả banh nha. Ở đây mình đã nhuộm rất là nhiều quả banh màu đỏ để mà sẵn cho nhiều tập rồi. Chúng ta đỡ mất công. Rồi, nhiều đó banh là được rồi. Còn lại thì mình sẽ cho hết tất cả mấy cái thịt vào anh em à. Rồi, quá đủ rồi nha. Thế là chúng ta đã hoàn thành xong một cái chuồng rồi nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm một cái chuồng y như vậy nữa. Làm một cái chuồng y như vậy nữa luôn nha. Thì mình sẽ tiếp tục sử dụng là stone brick nè, kính cường lực cũng như là những cái loại vật liệu y chang như vậy luôn. Thì cái này mình sẽ tu nhanh thôi anh em ạ. Ok. Hy vọng là đủ stone brick để mình làm. Mình thấy còn có mấy stack à. Chắc tí mình phải về mình nấu thêm rồi. Rồi cái chuồng này thì nó cũng cách ra 7 ô luôn nha. Đó. Rồi 29 nhân 29. Tại vì mình có một ô sẵn rồi nên mình sẽ chỉ kéo ra 28 ô còn lại nữa thôi. Đó. Bên đây 28 ô. Và bữa này cũng vậy luôn nha các bạn. Nó khá là gần cái chuồng của bọn Ceratosaurus rồi.
khi xây xong hai cái chuồng cho tập ngày hôm nay thì mình cũng đã tiến hành đi thu hoạch rất là nhiều cái cánh đồng rồi nha anh em. Đây, đó, mình đã thu hoạch hết rồi. Hôm vừa mình hơi bị bỏ bê bọn này quá. Qua đây thì mình cũng đã đi thịt mấy con lợn, mấy con bò cũng như là mấy con gà rồi. Rất là nhiều thịt luôn nha anh em. Ồ, có mấy cái con nó sổng ra thì mình cũng đã giết bớt rồi. Và vào trong này chúng ta đã xong những cái trứng của bọn chim khủng bố rồi nè. Đây là trứng của Titanus và Forus Harkos nha các bạn. Ồ, rồi mình sẽ đi ra những cái chuồng thôi. Ở đây mình có một cái trứng của Kelenkin nha. Đây, đây là cái trứng mà bọn nó đẻ các bạn à. Nó khác cái mấy cái trứng cultivated nha. Ở đây thì mình sẽ đi vô cái chuồng của Kelenkin để mà vứt cái trứng nó ra thử nó nở hay không. Ồ, thì cái trứng này nó có tỷ lệ là 1/8 nha các bạn. À, nó không nở rồi nè. Xui quá. Nói chung là 8 cái trứng thì sẽ có một cái nó nở thôi. Ồ, bên kia có bọn Titanic kìa. À lộn, bọn Gastonic kìa. Bọn đó thì bọn chim thuộc cái giống khác các bạn à. Còn Kelenkin hay là Titanic và Forest Highcott là nói chung một giống chim khủng bố nha. Đây, ăn thịt nha các bạn. Ăn rất là bạo luôn. Rồi, 5 con đã được ra lò rồi. Đây là 5 con Titanic nha. Rồi, mình sẽ lấy luôn nước cốt gà ra luôn nha các bạn. Đây, con này là con cái nè. Nó chỉ hoạt động vào ban ngày thôi. Và nó là ăn thịt đó. Wow, khá là hấp dẫn. Rồi, mình sẽ cho nó nước cốt gà luôn nha. Để mình coi thử sau bao nhiêu ngày, sau bao nhiêu ngày tuổi trong Minecraft thì nó sẽ lên cái kích thước tối đa. Ồ, nó đi tìm cái feeder, tưởng nó đi làm cái gì chứ. Ồ, nó ăn rất là bạo luôn nha anh em. Wow, con này phàm ăn quá vậy. Ồ, nhìn nó có vẻ khá là lùn các bạn ạ. Ồ, sau khi nhìn mấy con Kelenkin rồi nhìn lại mấy con này thì nó rất là lùn luôn. Ồ, 8 ngày nha các bạn. Nó cũng giống như Kelenkin và Gastonic luôn. Wow, cũng khá là xịn. À, con này vì nó nhỏ quá nên không có cởi được. Ui, nhìn nó nhỏ vãi chưởng. Trời ơi. Rồi, quá nhỏ luôn các bạn ơi. Oh. Wow, những cái mỏ nó thật là khủng lồ đó. Qua đây chúng ta có thêm một con cái nữa nè. À, và đây là một con đực. Oh, mình thấy cái kích thước khi nhỏ nó đã lớn hơn rồi nè. Rồi, mình sẽ cho nó lên. Cho nó uống 8 lọ nước cốt gà. Để cho nó lên kích thước tối đa. Rồi để mình test xem mình có cởi được nó hay không nha. Rồi, một lọ nữa. Ok, nó đã full luôn rồi nha các bạn. Wow, con này mình cũng không cởi được các bạn ơi. Đây, để mình so. Wow, tính ra thì con này nó cũng bự hơn một xíu. Nhưng mà vẫn thua Kelenkin. Tại vì Kelenkin là cái loài chim khủng bố to nhất mà. Chim khủng bố nó có một cái dòng họ gọi là một cái gia phả rất là khủng khiếp nha các bạn. À, vậy là ở đây chúng ta có 4 con cái và một con đực. Ui, con đực này nó sẽ khá là cực khổ đây. Ok, để mình cho hai cái con cái lên đi. Hai con cái và một con đực lên maximum thôi. Còn hai con còn lại để cho nó tự phát triển nha các bạn. Thì như mình nói, chim khủng bố nó có một cái gia phả rất là hoành tráng luôn. Và Gastonic. Lộn, Titanus, Kelenkin và Forest Highcott á. Đó, ba bọn nó là một cái gia đình nhỏ trong cái đại gia đình chim khủng bố đó các bạn ạ. Rất là ghê luôn. Rồi, con này đạt maximum kích thước rồi nè. Ok. Thế là mình đã hồi sinh xong 5 em chim Titanus rồi nha các bạn. Kinh khủng chưa? Wow, con này nhìn mắt đỏ quá ta. Wow, khá là xịn. Thì chắc bây giờ mình sẽ đi qua cái chuồng bên kia đi để mà hồi sinh thêm mấy con Forest Harkot nha các bạn. Lộn. Chuồng bên đây mới đúng chứ. Tự nhiên đi qua chuồng của mấy bọn quắc gà làm gì không biết nữa. Đây, đi qua bên đây và hồi sinh tiếp thôi anh em ơi. Cái chuồng nó cũng khá là giống nhau thôi. Đây, Forest Harkot. Chúng ta có 7 cái trứng luôn. Wow, ăn thịt nha các bạn. Đây cũng là một loài ăn thịt luôn. Và nó ăn khá là bạo đây. Đó. Rồi, để mình coi thử nó có bao nhiêu con đực và bao nhiêu con cái nào. Trước mắt mình nó có một con to rồi nè. Đó, và con to này là một con đực các bạn ơi. Rồi, mình sẽ cho nó uống nước cốt gà. Sao nhìn mấy con còn lại giống như cái hết vậy. Trời ơi, chắc nó giống như cái bọn bên kia rồi. Ai da, con đực này, mày chạy lung tung thế hả?
tới mới ăn đi. Nó chạy lung tung các bạn ơi. Wow, con này thì màu nó nhạt hơn ha. Oh, nhìn cũng khá là bự rồi đó. Còn lên, vẫn còn lên được nữa các bạn ơi. Wow, xịn quá vậy. Vẫn còn lên được nữa nè. Rồi, và lần này là nó đã mát rồi và chúng ta cũng không có thể cưỡi được luôn. Trong ba loài chim khủng bố thì chúng ta chỉ có thể cưỡi được cái con Kenlinkin thôi. Mấy con này thì nó quá nhỏ hay sao á. nhìn nó khá là giống đà điểu ha. Nhưng mà nó không có họ hàng gì với đà điểu nha các bạn. Nó có họ hàng với bọn chim màu bắt rắn ở bên Mỹ á. Thì ai mà không biết thì có thể search wiki để mà tìm hiểu thêm nha. Ở đây thì mình sẽ cho thêm một cái con cái. Nó lên maximum luôn đi. Cho con này lên maximum kích thước luôn. Wow. Cái con đực này nó chạy lung tung quá vậy. Tôi định so sánh cái kích thước mà. Đây, nó đã được maximum rồi nè các bạn ơi. Ok. Thì mình sẽ cho một con cái này để mình kiểm tra xem có bao nhiêu con cái nào. Có phải là 6 con luôn không vậy? Rồi, xong luôn. Hình như là 6 con cái thật các bạn ơi. Kinh khủng quá. Thôi, vậy thì mình sẽ cho thêm một cái con cái này lên luôn đi. Trời ơi. Có một con đực thôi. Khá là cực khổ đây. Rồi, chúng ta sẽ cho cái con này lên maximum luôn đi. Mày nè con. Và một lọ nữa thôi các bạn ơi. Một lọ cuối cùng. Và nó đã đạt maximum kích thước rồi đó. Ở đây chúng ta cũng... Rồi, để mình dọn dẹp cái ba lô cái đã các bạn ơi. Đó, chúng ta sẽ cất mấy cái lọ rỗng này đi. Mấy cái đó là mấy cái lọ đựng nước cốt gà đó các bạn à. Wow, khá là xịn luôn. Nhưng mà tiếc là nó không có được, nó không có cởi được. Ở đây chúng ta cũng có thể dùng Dinopedia để mà đọc thêm những thông tin về cái bọn chim khủng bố này luôn nha các bạn. Nhưng mà chỉ bằng tiếng Anh thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ cung cấp cho các bạn một vài thông tin về hai loài chim khủng bố Titanus cũng như là Forest Harcourt này nha.
Ok, thì đó là một vài thông tin về em Titanic và Forest Harcourt, hai loài chim khủng bố còn lại trong cái công viên của mình. Thì nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like và subscribe cho kênh của mình. Ngoài ra nhớ ấn vào cái chuông thông báo để mà nhận được thông tin ra video mới nhất từ kênh của mình nha. Ấn like fanpage Fury Gaming và comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.